Đây là nhà anh Tùng. Bữa nào quay du lấy nữa tính luôn mất gì đó. Mà anh hứa chứ cả tháng là từ Tết giờ mới vô lần. Nhà anh Tùng, một thanh niên khởi nghiệp. Đấy, nhà anh Tùng này. Này. Đây. Đây Ngân này. Đây. Đây các bạn có thể thấy trước đây ở vị trí này là một cái nhà vệ sinh này. Còn bếp, bếp ở vị trí đây. Bếp ngày xưa là ở phương vị Tây và Tây Bắc. Cả nhà vệ sinh và bếp là ở Tây và Tây Bắc. Và sau khi chỉnh phong thủy thì bếp đã được chuyển sang vị trí Bắc rất là phù hợp. Đây, rất là phù hợp. Phía sau là nơi chế tác và chế biến cà phê đã được tách biệt bằng một cái cửa. Một cái cửa luôn luôn đóng lại để ngăn khí, không cho khí tràn ra phía trước. Nhà vệ sinh thì đã được chuyển ra phía sau. Rất là phù hợp. Nó cảm thấy nó mọi việc từ sức khỏe cho đến tâm lý đến mọi cái nó thuận lợi mà nó thoải mái hơn. Dạ. Học việc thì đi chung là việc chi tới cũng nhẹ nhàng bình thường ấy, chứ không có gì là khó khăn như mấy lần trước. Tiền lên được bao nhiêu rồi? Khai thật xem là tiền lên được mấy tỷ rồi? Tiền vô đó thì họ chắc nhờ đó anh. Hả? Đủ họ chắc cái nhờ đó. Bố trí lại cho nó. Không được thì có chuyện gì đi. Thì anh hỏi bắt đầu chứ. Bắt đầu đi. Rồi bắt đầu. Ở hôm nay đến thăm anh Tùng. Và xin dạ. Anh một chút cảm nghĩ y tế, một số cảm nghĩ và cảm nhận sau khi làm phong thủy thì cuộc sống của anh, công việc kinh doanh của anh đã thay đổi như thế nào? Dạ thì nói thật sự là bởi vì em cũng mới làm cái phong thủy là cái cuối năm vừa rồi. Nói thật sự là cái những cái năm trước thì vào những cái trước thì mà em sửa lại cái nhà, đó là đặt thêm một cái số tiêu cảnh á, thì cái việc mà làm anh của em nó thật sự luôn, mà em cũng nhờ đến mấy anh là bởi vì đang cái cuộc sống đó, với lại kinh doanh thì nó bấp bênh thì em mới nhờ tới. Thì sau khi mà là sửa lại với lại là đặt những cái tiêu cảnh thì nói chung là công việc của em nói về sự phát triển mạnh thì nó không mạnh, nhưng được cái là nó đều công việc và cái trong công việc về sức khỏe cũng vậy, sức khỏe thì nó cũng rất ok, chứ nó không có gọi là lúc nắng lúc mưa như năm trước. Chỉ về cái công việc thì bây giờ nói thẳng với mấy anh là hiện tại là cái năm đầu tiên của cái phong thủy này á, hiện tại thì em đạt được là những cái là như là khách hàng mới đó. Cái nhất, cái thứ hai là công việc kinh doanh về cà phê và máy móc thì cũng đều, thậm chí là trong cái đầu năm nay thì em là triển khai về máy thì nói chung là nó khá là tốt. Chỉ là em hy vọng là ví dụ vào những cái đợt tới thì nó sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Nó thật sự là mình kinh doanh thì ai cũng vậy, kể cả những cái doanh nhân họ cũng mong muốn là điều đó thì đến đó. Thì đó là những cái cảm nhận của em, nói chung so với lại cái chưa sửa thì nó tốt hơn nhiều về kể cả về sức khỏe, về cái kinh doanh. Thì em thì nó thật sự cũng mới tìm hiểu về cái phong thủy, thì cũng nhờ được mấy anh em trong giới làm cà phê giới thiệu cũng đạt được những cái mà mong muốn. Nói chung là mong muốn thì nó nhiều lắm, lòng tham mà cũng người ai cũng có lòng tham, nhưng mà đừng có ham là được, nó thật sự là như vậy. Nhưng mà cũng mong rằng vào những cái năm tháng tới thì sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Thì đó là những cái chia sẻ của em. Thì trước mắt là em cũng cảm ơn mấy anh. Thứ hai là chúc các anh sức khỏe, truyền đạt và cái
phong thủy này nó nhiều hơn nữa, thậm chí là giúp được nhiều người trong cái lúc mà em khó khăn y như em bây giờ thôi. Đó là em muốn gửi đến công ty mình với lại là bên toàn thế, nói chung là kể cả phong thủy công ty nào cũng vậy, em mong muốn được điều đó. Thì nói chung là cũng nhờ anh Hố, sau đó là anh Đức nói chung mấy anh em trong đoàn, nói chung là làm cũng kỹ đó. Thành ra là em cũng sửa, thì ban đầu thì sửa thì gặp nhiều khó khăn, nhưng mà sau rồi công việc nó hoàn thành thì nó thuận lợi thì mình mua ghế hết thôi. Đó là cậu này ở đây rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Có một cái là anh yên tâm là một khi nó đã đúng ấy, thì chỉ có lên chứ không có xuống. Dạ yeah. Mà nó lên không riêng thì chuyển công việc, nó sức khỏe về công việc. Hôm trước anh có nói em rồi, nhưng mà tạm thời cứ nhờ anh Tùng ở Điện Ngọc hướng Nam. Bên phải đường này, bên phải đường trước mặt nhà rồi có cây. Bên trái nhà cách hai lô đất là một ngã tư. Một ngã tư này. Hai bên nhà chưa có ai xây dựng. Hai bên nhà chưa có ai xây dựng này. Hông bên phải, bên trái đều có một cái cửa sổ. Phía sau nhà này, phía sau nhà là đất dốc ra phía sau. Đất dốc ở phía sau nhà. Phía sau rất là trũng, và khi mùa mưa đến thì nước dâng lên. Nước dâng lên rất là trũng. Hơi khói của máy rang xay cà phê được xả ra phía sau.